Hello anh em và chào mừng anh em đến với kênh của tôi. Ngày hôm nay tôi xin giới thiệu với anh em một con game mô phỏng một công ty game anh em nhé. Ok, thì chào mừng đến với game Death Tycoon. Trong cái game mô phỏng kinh doanh này, bạn sẽ được trở về quá khứ thời gian mới bắt đầu làm game anh em ạ. Đấy. Và trong vòng 30 năm tiếp theo, bạn có thể xây dựng được cái công ty trong mơ của mình, tạo ra những game tốt nhất và kiếm fame và trở thành người đứng đầu trong giới làm game. Ok. Trước khi bắt đầu, bạn phải đặt tên cho mình đã. Rồi, ok, đặt tên thôi. Company name. Ok, đây là name là Iril. Company name. Đặt tên gì cho nó ngầu bây giờ anh em? Don't play more game. Thì để một hồi nữa sẽ có một cái gọi là công ty đừng chơi game nữa đang phát hành một tựa game kinh dị. Một tựa game kinh dị có tên là bố mày đang đứng ngoài cửa ấy kìa. Ok. Chọn nhân vật hả? Chọn da đen đi. Nên da đen. Thì áo đen luôn. Ok. Continue. Nếu bạn muốn review the tutorial, certain you can do in the help menu. À, nó hỏi mình có muốn thực hiện cái tutorial không anh em ạ? Đấy. Ok đấy. Chúc mừng bạn đã đặt tên cho game của bạn, công ty game của bạn. Hiện tại là cái nơi làm việc của chúng ta chỉ là một cái gara thôi anh em ạ, gara xe. Và chỉ có mình tôi thôi, nhưng mà đừng lo lắng. Nhiều thành công sẽ đem lại tốt đẹp cho bạn. Ok. Cùng nhau tạo ra tựa game đầu tiên của mình nào. Phải làm gì trong này nè? Build the game. Làm gì vậy? Develop the game. Develop new game. Tạo ra game mới nè. Trước khi tạo ra game mới thì bạn cần quyết định xem thể loại bạn sẽ phải chơi là cái gì. Và bạn cũng thể chọn graphic technology, là chọn cái công nghệ kiểu như là 2D hay 3D gì đó anh em ạ. Đấy, ok. Game đầu tiên của tôi chọn tôi biết trước rồi đã. Wow, zombie anh em ạ. Zombie đi. Nhưng mà vừa vào thì có, để tôi xem nó có công nghệ gì không anh em nha. Ý, có công nghệ gì không cái đã. PC à, PC nè. Hay chơi Zim 4 thôi. Thôi PC cho nó rẻ nè, có 5k thôi. Để chơi zombie. Ok. Đặt tên đầu tiên là Left to Die đi. Ý, phần 1 thì biết zombie thì lên chọn cái gì anh em ạ? Zombie thì không lẽ chơi chiến thuật, mẹ zombie thấy ém là chơi chiến thuật được. Zombie là chơi action thôi. Action hot này. Ôi vẫn chưa. Cái này là công nghệ mà công nghệ graphic đầu tiên là công nghệ chơi trên gọi là chơi trên giấy anh em. Test bay chơi trên giấy là cái công nghệ viết trên giấy đấy. Ok. Công nghệ đầu tiên của mình là 2D graphic đi. Tôi sẽ chọn công nghệ 2D. Ít ra còn chơi được. Starting rồi nè. Game của mình run through 3 stage. Có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là cần chọn cái gì. Và giai đoạn tiếp theo là mình phải focus for your game directly is the point you wreck. Picking the right focus. À mình phải chọn đúng đấy anh em. Có nghĩa là mình phải chọn xem là mình nên đầu tư vào cái game này, đầu tư vào kỹ thuật, đầu tư về thiết kế hay là đầu tư vào bug. Đầu tư về bug là nếu gì vậy? Cái này chắc là bị bug anh em ạ. Đầu tư về free stack, ok. Chọn cái gì nhỉ? Một game zombie thì nên chọn cái gì anh em? Zombie thì cần đánh gì story và quest, đúng rồi. Chủ yếu là gameplay, gameplay phải hay, ok. Và đẹp nữa. Tăng hơi này là lui. Thôi vừa gameplay thôi. Game development, tựa game chúng ta đã bắt đầu rồi anh em ạ. Và khi mà development, khi mà mình làm game á thì mình có thể tạo ra những cái Game Boy, cái cục này anh em ạ, nó mới bay lên đấy. Game Boy Advance to Design Boy là nó sẽ chia ra là thiết kế điểm, công nghệ,
Và nhiều càng nhiều điểm tạo ra thì game càng tốt. Ok. Time to time there will be awesome. Thời gian chơi qua thì vẫn có bug anh em nhé. Đấy, nó kêu là thời gian qua chơi qua vẫn có bug. It the boy, the boy can less likely want to gain experiment. Nếu mà mình có kinh nghiệm rồi thì cái bug này không còn nữa. Thì và bug có thể được sửa sau khi game đã phát hành. Của game phát hành rồi sửa bug làm đéo gì, tạm vãi. Story quest này. Level design AI. Ủa zombie thì phải có AI chứ. Cần đất gì để hội thoại trời. Level design cũng hơi cần đấy. AI phải cao zombie mà. Ủa có nhiều bug thế này mà. Bốn bug rồi. Research. Điểm research này có được cái gì nhỉ? During the run you can also là trong khi làm game chúng ta có thể thêm vào những cái chức năng cho game. Ok. Bây giờ thì mình chỉ có thể chọn vào nhạc bình thường thôi, nhạc đơn giản nhất. Đó. Mình cũng có thể chọn loại cấu hình cho game. Ok. Game zombie thì phải có cấu hình cao, có nhạc thì work design ít ít thôi. Ok. Đúng nhờ, không biết tôi có làm đúng nha. Game zombie thì chắc phải có cấu hình cao chứ nè. Biết gì thì xong rồi. Release game without first đây, lúc bây giờ mình có thể sửa nè mà. Cái gì đây? Bây giờ mình có thể sửa rồi. Finish này. Rồi. Công cụ làm game của bạn đã kết thúc. Và khi mà làm game chúng ta có thể nhận thêm điểm kinh nghiệm và tăng kỹ năng của chúng ta. Ok. Experiment game. Oh no, new topic, new combo. Ok, nhanh nào, nhanh nào. Tyrell cộng release game. À, tôi có nên release cái game này không nhỉ? Release thử đi. Thêm một cái achievement, create a game with a good topic. Your game now complete in hand suite. To see review and sell complete. Chúng ta nên xem review của những người chơi. Đó. Alright. À, game review tới rồi nè. Đánh giá được mấy sao đây? Việc có 5 sao thôi. À, game đầu tiên mà 5 sao đỉnh rồi nè. 6 sao rồi nè. Tôi rồi. Zombie and action y great combo. À. Đã có kinh nghiệm rồi nè. After sau khi phát hành từ game đầu tiên thì mình có tiền để it's the best. À, mình có tiền để có thể ta phân tích những cái dòng về tự game mới nè. Ok. To để tạo thêm để tạo ra game report và đóng cái này lại. Hit anywhere on the screen anywhere. Don't play more game. À, công ty của mình. A newcomer to the game industry. Một người vừa vào ngành công nghiệp game đã phát hành một tựa game có tên là Left 2 Die 1. Ok. The game received favorable review. Game của mình rất là được đón nhận anh em ạ. What a so good start. Don't play more game. Thật tên sao thôi. Assure to gain fan quickly. Mình sẽ hứa hẹn được nhiều fan. Đó. Thế nào. À 3.000, 4.000 người mua anh em ạ. 4.000 người mua. Thì ôi, đứng thứ 47 thôi á. Nhưng mà mình có fan rồi, mình có 23 fan phải. Được có 23 fan. Ok. Actually world success. Now 23 fan. Ê, nhiều fan vãi. Ở tầng tiếp theo nó vẫn bán này nè. Nó vẫn bán này, vẫn tiếp tục bán nhưng mà nó giảm dần rồi. Cho nên làm gì trời ta. Reset đi. Reset important to unlock new boy. Nghiên cứu rất là quan trọng để có thể thêm những công nghệ mới làm cho game chúng ta tốt hơn. Ok. À, hơi làm game nè anh em. Game story. Để tạo cái
à, cái gì nhỉ, đạo reboot game đã nè, xem nó thị trường đang cần cái gì. Rồi tạo một game mới nè, chọn đề racing đi, hay là F1, đặt tên cái gì bây giờ anh em, Racing Boy, đấy, Racing Boy, Racing Boy, thì ok, chủ đề hả, hành động, rồi chắc chắn là hành động rồi, đưa xe thế điếu nào, vào cái kia được, PC đi, tức là PC, không có công nghệ 3D nên mình sẽ chơi 2D thôi anh em ạ. Game Left Studio One đã được bán với 10.000 cái đĩa, ok, rất là nhiều tiền, mình đang có rất nhiều tiền anh em ạ. Racing Boy, một tựa game đua xe thì nên cần gì nhỉ? Gameplay, Enzai, đúng rồi, vẫn là tiếp tục Enzai và Enzai thôi. Đã có 58 fan rồi anh em ạ, càng nhiều fan thì chắc là càng nhiều người chơi hả? Một tựa game đua xe cần AI không nhỉ? Không, có cần level, level design nè, từ game đua xe cần level design, tôi đang nghĩ là vậy thôi. Tôi cũng không biết nó cần cái gì nữa. Quay khi mà bạn tạo ra cái game report cho start to gain insight to development, tạo qua work well, what does it work well, mình khi mà mình tạo cái phân tích thị trường thì mình sẽ biết cái gì tốt và cái gì không nè, thì và nếu nó tốt thì nó sẽ để là cộng cộng cộng, không tốt thì nó để trừ trừ trừ. Rồi đây mình biết rồi, đó là một tựa game action thì phải có graphic cao, 60 fan rồi nè, biết tôi được có mấy trăm ngàn fan không, để cho nó xin lỗi cái đã. Ê, hết xin lỗi rồi, finish. Release game nào. Trong khi release game thì tôi có nên research, không biết nhỉ. Một công nghệ mới đã ra anh em ạ, công nghệ Z64 thay thế cho công nghệ đang rất là được bán chạy và thay đang cạnh tranh với ngành công nghiệp PC. First review hôm nay review Racing Boy. Racing Boy đã tới rồi. Ít phải, có 5 sao thôi. Ôi này thấp hơn, nó có 4 sao thôi. Cái tựa game thứ hai của tôi có nhiều kinh nghiệm hơn nhưng mà rất là gà hơn anh em ạ. 4 năm sao. Tựa game đầu tiên là 4 năm sao thôi rồi. Ok, thì cảm ơn em đã coi video này. Nếu thấy hay thì nhớ subscribe và ấn vào cái chuông bên phải để có thể theo dõi những video tiếp theo của tôi về tựa game này anh em nhé. Cảm ơn em đã coi, cảm ơn em rất là nhiều.